Internet VNPT siêu khuyến mãi, đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng. Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người về gói cước Internet cáp quang, một số gói cước gia đình của nhà mạng VNPT. Thì hiện tại VNPT đang cung cấp một số gói cước như là gói Home 1 băng thông là 30M, Home 2 băng thông 40M, Home 3 băng thông là 50M và Home 5 là 80M. Thì tương ứng với một số gói cước như thế này á, thì ví dụ như gói 430M là 189.000, gói 40M là 219.000, gói 50M là 259.000 và gói 80M là 279.000 tháng ha. Thì hiện tại trong tháng 12 năm 2020 á, đang có chương trình khuyến mãi lớn là đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng, đóng 1 năm tặng tới 4 tháng. Đấy, ví dụ như là gói 30M đi. Lưu ý là gói 30M này á, chỉ áp dụng cho các tỉnh ở các huyện như Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn ha. Còn những cái gói cước mà ở trong nội thành á, như là quận 1, quận 5, quận 10 thì là bắt buộc phải lắp gói từ gói 40M trở lên là 219.000 một tháng. Thì mình đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng thì tính ra khoảng có 160.000 một tháng thì nó cũng rẻ. Đó, thì chương trình khuyến mãi của VNPT hiện tại là đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng, trang bị modem wifi, hai râu mạnh mẽ cho khách hàng luôn. Đóng 1 năm tặng 4 tháng. Thì có một số khách hàng hỏi rằng là ví dụ hiện tại đang là đóng 6 tháng tặng 2 tháng, xong hết 6 tháng có tặng 2 tháng nữa hay không, hay tặng tới 4 hay là 1 tháng. Thì cái này thực ra là tùy chương trình khuyến mãi tại mỗi thời điểm. Ví dụ sau 6 tháng này chương trình khuyến mãi là đóng trước 6 tháng chỉ được tặng 1 tháng thôi chứ không được tặng 2 tháng, cái đấy tùy. Thì nên mà ví dụ mình có ok, mình thấy gói giá sả ok thì mình sẽ đóng trước 12 tháng luôn. Và nếu các bạn có nhu cầu đăng ký internet của VNPT thì hãy liên hệ với Thắng ha. Về lắp cho gia đình hay là công ty thì số của mình là 0707 989 777. Và cái quy trình lắp đăng ký thì sau khi tiếp nhận được thông tin khách hàng thì mình sẽ tiến hành làm hợp đồng. Thì trong từ khoảng 4 đến 6 tiếng thì nhân viên kỹ thuật sẽ lắp cho mình nha.